Một cơn mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ kèm theo dông và lốc xoáy đã xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua 23 tháng 8, làm cho hàng chục tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu trong nước từ 15 cho tới 50 cm. Tại nhiều tuyến đường, các phương tiện xe máy đã bị chết máy hàng loạt, nhiều nơi nước dâng cao lên tận vỉa hè và tràn vào cả nhà dân. Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân dẫn đến tình hình ngập tại các tuyến đường trên là do đường trũng, nhiều vị trí cống bị quá tải, không thoát nước kịp. Do ảnh hưởng của dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè đang thi công gây cản trở dòng chảy, tiết diện một số cống thoát nước nhỏ gặp lưu lượng nước lớn không thoát kịp nước, vị trí cửa xả nằm xa điểm ngập. Mặt khác, một số tuyến kênh rạch nơi thoát nước chính của nhiều tuyến đường đã bị bồi lấp nên không có đường thoát. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cơn mưa xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có lượng mưa là gần 90 mm. Cơn mưa xảy ra chiều qua cũng đã khiến cho nhiều khu vực tại quận Tân Bình, Gò Vấp bị mất điện cục bộ. Ngoài ra, do cơn mưa xảy ra vào giờ tan tầm, đường ngập nên đã ảnh hưởng lớn tới tình hình giao thông, việc lưu thông đi lại của các phương tiện rất khó khăn.